Lúa vụ mùa hiện đang là cây nông nghiệp chủ lực của huyện Ân Thi với khoảng 6.000 ha. Sau cơn bão số 3, hơn 3.300 ha bị đổ. Một số chân ruộng trũng tại các xã Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Hồng Quang, Hồng Vân bị ngập cục bộ. Ngoài ra khoảng 45 ha cây rau màu, 35 ha cây ăn quả cũng bị ảnh hưởng do mưa và gió lớn. Từ sáng sớm, người dân đã chủ động thiết bị, máy móc bơm tháo nước tại các chân ruộng trũng, buộc dựng lúa đổ. Bão số 3 còn khiến cho 755 nhà dân, trường học, trụ sở bị tốc mái, một nhà tạm bị sập, hàng nghìn cây xanh bị gãy đổ. Không có thiệt hại về người, huyện Ân Thi đã chỉ đạo các xã thị trấn huy động tối đa lực lượng tập trung khắc phục hậu quả của bão, ưu tiên các điểm ách tắc do cây đổ để đảm bảo giao thông thông suốt sớm nhất ngay sau bão với tinh thần hết sức khẩn trương, quyết liệt. Thực hiện làm ngày làm đêm, song phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia công tác khắc phục hậu quả của bão, sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.